chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Bình thường á, lợn nhà mình hay ăn cái loại này này, thế nên hôm nay mình cũng sẽ nhưng mà cái loại này ăn thì ngứa vào mồm. À không, mình phải thay đổi chứ, mình có phải lợn đâu. Bây giờ mình phải kiếm cái gì nhỉ, kiếm cái gì để nấu cháo lợn, nhưng mà cũng là củ rau củ quả ấy, xong rồi nấu lên ăn cũng có chất như này. Mình đi mình chế biến nhé, xong mình đãi một Marika này, đảm bảo ăn xong tăng cân béo hụ hị luôn, không gầy tọp má nữa. Đấy, bây giờ mình đi lấy. Đấy, ngon, lại có luôn, lấy luôn mấy bắp này. Lợn nó cũng ăn ngô mà, bò cũng ăn ngô, đây là ngô của bò. Ngô của bò, nhưng mà mình cho ta xin mấy bắp nhé. Đấy, xin ba bắp đi, ba bắp. À không, một bắp bao tử, một bắp bao tử. Đấy, tí nữa để chế biến nấu món cháo này siêu bổ dưỡng. Đây là thân cây chuối hả? Lợn thì nấu món cháo lợn khoai lang, còn mấy cả bò thì ăn thân cây chuối, nhưng mà mình là người, mình phải ăn lõi cây chuối nó mới sạch, cái đấy ngon mà, cái đấy người ta còn làm nộm ngơ, làm giò chuối ấy, cái mà khi mình hay ăn ấy. Thôi mình làm rồi, cây to to này nhỉ. Xỉa. Chia vào này. Cà chia. Rau to mẻ hết rồi nên phải dùng đến rau con này. Lấy cái lõi non ấy, lõi non của cái cây chuối này. Bóc ra. Bóc ra. Cái này hay làm nộm ăn mà. Bây giờ trong đám cưới người ta cũng làm một nộm mà. Chắc là học leo á, học leo ở trường hoa đế đệ ấy. Ở đệ làm còn gì, người ta cũng làm theo, hoành tráng phết đấy. Hoành quách phết đấy. Không phải dạng vừa đâu. Lõi rồi hả? Làm cửa thơ gãy lõi là chết đấy. Lõi. Ui, như cái mía. Cái mía bạch tạng. Đấy, mía bạch tạng. Mía bạch tạng. Đấy.
nấu món cháo lợn siêu ngon. Đây, bắt đầu thái ra nhé. Từ từ, bóc thêm cả ngô nữa. Đây là thức ăn thêm gia vị, nó như kiểu là nồi lẩu ấy. Nồi lẩu phải có khoai lang nè, có phải có thịt nè. À, nơi này lại cho thêm thịt nữa cơ. Thịt gì nhỉ, ăn này hoành cá tràng nhỉ, hay là thịt lợn ăn nó béo như lợn nhỉ? Đúng rồi, tí mình phải làm. À không, thịt lợn không có tiền mua đâu. Thịt lợn á, thế này là nấu cháo à, cảm ngọt lắm, cảm này siêu ngọt. À, cho mọi người xem cái ngô, ngô em bé, ngô sơ sinh này. Xô. À, ngô sơ sinh này, nó ăn rồi. Hả? Ngon. Ngô em bé nè. Cho cả cái này luôn. Ngọt. Chả thấy mà bò thích ăn thế. Vừa béo nha. Nó nuôi con ở đây còn làm sữa nữa cơ. Em mắt đấy là có con bò to phớt đấy. Chắc chắc thịt được cơ. Em mình sẽ mang vào mình chế biến món cháo siêu kinh điển nhé mọi người nhé. À, đây các bạn, giới thiệu với các bạn đây là phần quan trọng nhất trong cái nồi cắm lợn đấy. Là cháo ấy, cháo nước sôi sôi thôi thì nữa thì gì à, từ không phải, không quan trọng nữa đâu, đây chỉ là bình thường thôi. Bây giờ mình mới đi lấy cái phần quan trọng nhất đây này. Chờ mọi người đi theo mình, đây mới là phần quan trọng nhất nha mọi người nha. Cháo lợn mà không có cám thì không phải là cháo lợn. Cám này rất bổ dưỡng nha. Cám này á, cả gà cả lợn nhà mình đều ăn nhé. Gà lợn, gà trọi thỉnh thoảng còn phải cho ăn để cho nó dinh dưỡng. Mình phải khuấy vào cái nồi cháo xong bắt đầu cho gia vị vào chấm hết, không biết có ai được không. Chấm hết. Ai xa? Tưởng
triệu anh phân ấy. Lâu lắm rồi mới thấy nhà bà đại ca ăn thịt lợn. Mình chế biến luôn cho mọi ca thưởng thức luôn, cho mà đại ca đỡ phải nấu. Hôm nay có nhân mà đại ca nó để mới cả. Có nhận hai người nhà ăn, chế biến ăn luôn, đằng nào cũng phải nấu. Ôi nó nhảy này.
Ngon cực. Đi ăn cướp à nhầm đi ăn cắm lợn. Anh phải đi ăn cướp. Cơm không ăn rồi đi ăn cắm lợn. Ôi cắm thật chứ. Ôi cắm thật. Ý anh không thấy mày có lợn nhưng nhà anh ăn cắm để béo đấy à? Để u u à? Thế là mày ăn cắm? Anh nó béo. Thế sao mày không đi ăn cái mà chó nó hay ăn đấy? Nó béo mà. Anh bị em chó à? Từ từ hôm nay là đi ăn cắm lợn. Cái gì đấy? Ngô à? Ngô. Cái gì dây dây đấy? Cái này mà không biết anh bị ngô hay chẳng vừa rồi. À, chuối à? Ngô với chuối. Cám lợn. Thế còn cái gì đấy? Thịt là cái lợn trong tủ nhà anh à? Cái gì? Đừng bảo mày lấy thịt bò vào của ta nhé. Trong bát đấy, bát con đúng không? Không. Ở trong bát thôi nhưng mà thịt lợn. Thịt lợn, thịt bò đâu nữa em? Bỏ á? Chẳng thế? Ông ăn sang quá. Lợn nào ông ăn thế này à? Không, nhưng mà lợn em mà người em phải tăng cấp như là level chứ. Em là level max. Em đạt đến cảnh giới. Cảm lợn, thôi ăn đi. Không ăn được đấy. Tao đói lắm nhưng mà tao nhìn tao không, tưởng ăn thử cho em ăn nó. Đáng nghĩ là phải có ngô. Em tưởng nhà anh mọi người có ngô nghiền. Ngô say ăn vẫn ngon nhưng mà ăn hồi nhổ sật đấy. Hồi hồn đấy. Đáng thử miếng. Ngô cho lợn đi lấy nấu cám để ăn. Cơm đi đầy trong kia không ăn. Ăn giòn. Giòn. Cứng cứng mà. Hay quá. Béo á. Thơm hết này. Ăn một miếng. Nghiện gần ngay. Nhưng mà mày, tao thấy mày ăn rồi nên tao mới ăn nên tao tưởng mình béo à. Tao chết. Ăn là cho béo ấy. Trong bao nhiêu thịt bò mà mày rồi, cho có tí này. Em phải để lại 2 miếng cho gà ấy. Để miếng em nấu rồi em nấu à? Cũng được được. Nhưng mà tao nghe cái vị mặn này không phải vị mặn của muối. Mày có bỏ thêm cái gì không? Có. Thịt bò à? Cho em một viên. Cho em viên miếng thịt bò. Được. Anh đi vào mà lấy cái bát của anh. Thịt bò được. Nó mới nấu rồi á. Còn nồi á. Để nó trong. Ăn chực nhỉ. Quần vết đấy nhỉ. Đấy chứ. Mình bảo là mình làm món này kiểu gì mà lại cạo khen ngon. Không ngon. Ngon thì không ngon như kiểu tôm hùm quăng đế. Nhưng mà nó ăn thịt nó ngon lắm. Mới là ăn cái này mát này. Ăn cái mát này. Ăn như kiểu là dứt chuột ấy. Cắn miếng cơm. Đây à? Đó. Ui dồi, đúng như một nồi cháo lợn luôn. Cái gì đấy? Ui thôi rồi. Có cùng loại không đấy? Cùng. Cùng đẳng cấp luôn đấy. Gì đấy? Cái bò đông gì à? Cái miếng này to quá em. Miếng gì? Em không ngâm nó bị chát. Miếng gì? Chuối á? Miếng chuối. Đó, thử miếng chuối nào. Vì em ngủ ra. Đáng nghe phải dùng cái quả chuối nè. Ăn được mà, chát đó. Có cái dày ấy, có cái dày to ấy, chát. Cái lúc này em ăn cái bé bé này. Ủa. Không chát được. Ngủ à? Nhưng mà mày làm có sạch không thế? Sạch. Từ sạch là như kêu cho lợn ăn thì... Em lấy hẳn ngô nhé. Còn mình còn bẻ từ trong bắp ở ngoài chúng bò ấy. Với cả lấy lõi cái chuối sạch nhé. Sạch chanh chanh không phải rửa luôn. Với cả cái bát cám nha. Bát cám còn nguyên trong ta.
tận nguyên nước giải. Thế chả lấy nguyên nước giải chẳng nhé, lấy ra xong rồi lại còn làm rơi đất để còn bóc lên để cho cả nó nguyên sạch. Được, nhưng mà nói chung là mày ăn được là tao cũng ăn được, thế nên là tao không sợ. Không sợ bẩn, thế nên là chả sợ thịt bò đấy mà. Ôi, tao có thịt rồi. Thôi, đây thịt bò à. Ăn đi. Bói cho em miếng này. Mày cái gì mà kỳ bò đấy, cứ băm 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 bé tí. Mới để cái miếng to ra, muốn thọc một khẩu xuống không? À, không được. Căn bản là tao vừa đi xúc cát vì đói quá, nhưng mà ăn tạm thôi. Nhưng mà, đảo em. Ê, chấm đấu anh em chỉ làm món khác. Món táo này nhưng mà đúng mà ngô nghiền không? Ngô nghiền nát tiết cơ. Ngô nghiền nát tiết ấy. Anh là không biết sức sức này. Không biết sức sức, anh ngon luôn. Thằng ngu. Cho gạo, cho kia vào nấu cháo thịt bò có phải ngon không? Cho ngô vào mình. Anh là nó béo, bổ sung dinh dưỡng. Béo? Mày chưa đủ béo à? Hả? Chưa, em muốn à. Đi đấu sumo. Ô, ô. Ôi, thế thịt bò vượt 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 đi đấu sumo mà sướng. Cuối cùng thịt bò thôi đi. Cho mì ăn một mình tao. Không ăn nữa. Anh đi đâu ơi? Hả? Hả? Đi đâu ơi? Ăn gì nữa? Hết thịt bò rồi. Hết thịt bò. Thế ăn cháo đi. Thịt bò ăn à đây vẫn còn. Ui. Thịt bò ơi, ăn mới. Xe đôi nhé. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng. Miếng nào không, nếu mà không còn thì đấy, thì không còn thì nhâm gì. À đấy, còn thôi bỏ cho. Vào đây chơi. Chơi tiện người ta. Mày lại bảo người ta vào ăn cám. Không, thằng bạn em nó đến chủ chơi. Cái bạn chim điêu. Hả? Đi. Như thế. À, đúng không? À đấy, quên, tao đi quay ngô đây. Mày đấy được. Nhà quay không mày? Thì anh không ở nhà em chơi với mà. Đi là tao đi kiếm mấy chục thì còn tối đi chơi. Cho em đi với. Vâng. Cho em đi với. Riêng mày rồi nha. Cho em chỉ 10.000 thôi, em đi quay với. Đi quay với cho em một kiểu thôi. Bye bye tất cả mọi người nha. Nếu các bạn thấy clip của em mình hay, hãy để lại cho mình một like, share, comment, đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nha. Giờ mình đi cho hoa đại ca kiểm tra cái bí tối một kiểu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa, đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá.
Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.